Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm thường diễn biến rất phức tạp, nhất là tình trạng cướp giật tài sản. Do vậy, bên cạnh hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an, thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ an toàn sức khỏe, tài sản của chính mình và mọi người xung quanh. Điển hình như vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Theo đó, do không có tiền tiêu xài cá nhân, nên đối tượng Âu Thiên Vũ, ngụ huyện Long Hồ đã lên kế hoạch tìm con mồi để cướp tài sản. Can chạy ngang vô hẻm khoảng 200m, bị can thấy một căn nhà không khóa cửa. Xong rồi bị can nảy sinh ý định, bị can vô nhà lấy cây dao kề bên vai phải của cô gái. Xong bị can kêu cô gái đưa điện thoại, đọc mật khẩu. Bị can mới thấy cô gái dở giỏ lên và trong đó có 3 triệu đồng. Rồi bị can kêu cô gái đưa tiền cho bị can. Bị can trả lại điện thoại cho cô gái, bị can quay ra về. Hay trước đó, hai đối tượng Phạm Thanh Quang và Nguyễn Phạm Văn Tài cùng ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, tự xưng là công an đến kiểm tra tại một tiệm game bắn cá tại địa bàn xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn. Sau đó, hai đối tượng này đã nổ súng, yêu cầu người dân trong tiệm game mang tài sản để ra phía trước rồi lấy đi. Chúng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó. Kiểm tra nhanh trên người và phương tiện, công an đã tạm giữ số tiền 46 triệu đồng, 6 điện thoại di động, một khẩu súng tự chế, một thẻ giám định viên kỹ thuật hình sự và nhiều loại giấy tờ khác. Trước tình hình trên, ban lãnh đạo công an thành phố chỉ đạo đội cảnh sát hình sự chủ động xây dựng kế hoạch kết hợp với các đội nghiệp vụ công an các phường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn các tuyến trọng điểm, địa bàn trọng điểm, đồng thời khuyến cáo người dân khi ra đường hạn chế đến mức thấp nhất đeo tài sản trên người để cho các đối tượng không có điều kiện hoạt động phạm tội. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 38 vụ cướp giật tài sản, gây thiệt hại trên 500 triệu đồng. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang gần kề, lực lượng công an tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm cướp giật tài sản, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.